Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và đây là kênh YouTube duy nhất và chính thức của mình. Anh em nhớ subscribe để không bỏ lỡ những siêu phẩm cũng như là giúp mình có được nút bạc một cách sớm nhất. Nhìn thấy Mạnh Hào. Như vậy là đội bạn ở cân thôi. Hai Grex cân với cả Katha Grex. Baby cân Baby, Perpan cân nhau. Quá cân ở trận thiếu này anh em ạ. Rồi, rồi. Rồi, cố gắng thôi. Đây là trận chung kết sớm dành cho các game thủ đến từ team Hà Nội ở trong nội dung đó chính là A1 khi mà các game thủ bên phía. Và khổ quá anh Lào Long Quần đang nói ghét cái thằng mình bên giọng gầm như chó á. Bây giờ anh lại hiểu được cả tiếng chó gầm nữa thì em cũng đến thần kinh với anh mất. Và đang bình luận, đang giới thiệu đầu trận, tự nhiên nhảy sang nhìn thấy con mình buồn chán, không biết nói gì nữa luôn. Thằng Hải giọng đĩ, vâng, ok, giọng đĩ thì em chấp nhận được vì chính em thấy giọng em đĩ. Và cảm ơn anh Bảo Nguyên đã gửi tặng game thủ Chim Sẻ Nắng 10 sao ạ. Vâng, đây là máy game thủ Chim Sẻ, bài đấu được cầm Katha. Vâng, quân được giá là cân rồi anh em nhá. Bấy hiệu đang đưa về dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng, chúng ta cầm Katha ở đầu cánh này. Chúng ta có mặt máy của game thủ. Thôi rồi, ôi trời. Ba cháu nó quay vào nó nhậu cho đến không trượt phát nào. Chắc chắn là Kami không nhìn thấy tình huống đó vì bạn ấy đang mải mê đọc cái gì đó. Vâng, ba sư tử nhậu chết dân của game thủ 98 anh em ạ. Chết rất sớm mà có voi. Rồi, bầy heal thì đối thủ chỉ đám vào đây. Đi dò tới chỗ này hoàn toàn có thể đóng cái nhân đôi để ăn cả heal và cả gỗ. Với một bài đấu được cầm bờ. Rất đáng tiếc là em chết dần khá là sớm nhưng mà chết dần thứ 10. Và đây là một máy game thủ khác. Đây là một máy game thủ Mạnh Hào bài cầm Baby như vậy cũng đã có một bầy heal. Em chết nhóm 2. Làm vòng nữa đi dò thôi. Rồi, đây là một máy của game thủ anh Huy xem nào. Cảm ơn anh Nguyễn Đình Quang đã gửi tặng cái vụ Chim Sẻ Nắng 50 sao. Đấy. Vâng, tặng 50 sao lại còn giọng hay mà. Này, chuẩn rồi. Ok anh nhá. Bài Grex này của game thủ anh Huy thì đang có một vài tụt sâu 9 giờ có quả phụ này. Nhưng mà nhìn qua thế sắp xếp ra cũng đang hơi lưu tiêu. Khi mà có một con Babylon. Ui, một con Babylon của game thủ Mạnh Hào bị đẩy ra đầu cánh em ạ. Và trận này thì Chim Sẻ Nắng đang có một bầy hiệu và ba con voi. Ba voi, đây xem máy xẻ thôi. Rồi, giải quyết một vòi đây. Hôm trước vừa 7-0 rồi anh em nhá. Hôm trước chúng ta vừa thắng 7-0 rồi. Vâng, 23/24 dành cho bài Katharian này của game thủ Chim Sẻ. Em chuẩn bị câu nút con voi thứ 3 với nhà chính cho mình rồi. Chào anh Quang anh nhá, hello anh. Quả phụ nữa luôn anh em ạ, bài sẻ khỏe đấy. Ở đầu cánh này chúng ta cùng xem Chim Sẻ Nắng sẽ thi đấu như thế nào. Hy vọng là cái thủ Chim Sẻ có thể đối đầu với một con Pan bên phía đối bạn chẳng hạn. Nó sẽ có thể chém chết Pan phía đối phương thì quá tuyệt vời luôn. Sau đó thì những người đồng đội giải quyết nốt những nhà còn lại. Rồi, con voi thứ 3 đưa về và ăn quả phụ thôi. Khác nhau đúng một Pearl, một Pan anh em ạ, bên nào đột biến hơn bên đầu thắng thôi. Nhưng mà bài Pearl của chúng ta thì hơi đáng tiếc khi mà chết con nông dân thứ 10. Có nhiều anh em thắc mắc là tại sao không quảng cáo hôm nay anh em có vẻ là đấy, quảng cáo nhiều anh em phản ánh nhiều quá. Tạm thời hôm nay em chưa quảng cáo nên anh em lại nhớ quảng cáo quá. Có lẽ em phải kiến nghị với cả các cấp lãnh đạo là mở quảng cáo nhiều hơn. Và này BB dành cho cái thủ Chim Sẻ. Bài cầm Katha. Chúng ta chuyển sang máy 98 bài Pơ này. À vâng, dâng cho game thủ Mạnh Hào đánh cung thì gặp ngay đồ gỗ Xuân Thứ, người được cầm Babylon ở đầu cánh. Nhưng mà là hai Baby đầu cánh em nhá. Tươi đấy. BL này. Và đang đợi gỗ đóng BM. Vâng, BM rồi. Bài đấu kích ở cuối 9 đến từ game thủ 98 của chúng ta. Nhưng nói chung đây là vẫn là một trận đấu gọi là kích sớm, nâng công trước và kích đời ở 9 phút 57.
với 23 dân trừ 1 dành cho thủ 98. Và bây giờ sẽ đi ăn vàng. Chúng ta sẽ theo dõi phần 98. Đang có khoảng gần 30.000 khán giả tin 98 trong buổi chiều ngày hôm nay. Và niềm tin vẫn đặt vào em vừa đóng BM xong bài kích ở 10 kích sớm. Đánh cung một kích 13x này, kích sớm. Kích sớm. Không hề muộn. Rồi làm tạo một dân là dính gió này. Rồi, dính gió là phải chơi chết một dân ngay. Rồi hai dân. Công giáp rồi. Có T. Ba dân đã tính sau. Ba dân chưa nhở? Và như vậy dường như là đã ăn được 3 dân của đồ gỗ Xuân Thứ rồi đấy. Thêm một chiếc BG nữa để có thể khai thác quả phụ đến được 98. Mọi người tin em, màu 3 không phải xi măng. Tức là game thủ xi măng đang có tình huống đẩy giò ra đây. Không phải xi măng nghe lại, tức là xi măng. Đấy. À đây rồi, bài pan. Ơ, map này nhìn giống đánh rồi nhở? Chỗ bài pan này giống đánh rồi lắm này. Giống như trước đây là Huy cầm bài pan này thì phải. Cái map 44 này. Và anh Hưng Captain đang bảo là không liên kết ngân hàng thì tại sao được cáu thật à? Ok, anh xem đã cổ vũ cho game thủ lắm rồi. Em thay mặt game thủ Chim Sẻ Nắng và các game thủ trong team Marvel Sparta cảm ơn anh nhiều nha. Thank you anh em nha. Vâng, 2L dành cho game thủ 98 để có thể bổ cái bên này. Như vậy cái này là Pan Baby, cái Big J sẽ là hai con Grex. Nên là mình nghĩ Chim Sẻ Nắng sẽ hoàn toàn có lợi thế trong một bài đấu mà chơi phù với hai con Grex. Vấn đề là tụi bạn cũng chơi phù thì nghe vẻ hơi mệt. Thôi chúng ta hãy cùng chờ đợi Chim Sẻ Nắng là một trong những game thủ chơi phủ hay nhất Việt Nam để có thể chơi lại đội bạn. 98 lên đời xong lực hơi yếu khi mà em đang phải ăn toàn những đó là hai bãi quả phụ. Ô, đi vào một tên. Không, đội bạn bo ruộng anh tỉnh thế. Ô, ba này không phải xi măng, là game thủ xi măng này đang rất tỉnh anh em ạ. Hải này làm sao đấy à? Dạ em đang ngồi bên ngoài đây, em không gáy. Lúc nãy gáy mấy anh em bảo là gáy ít thôi. Rồi gáy to rồi anh em nói. Em sẽ cố gắng làm sao để hài lòng anh em nhất, anh em bảo gì em nghe vậy. Vâng, tham lai là 28 trên 36 dành cho bài đấu này của game thủ. Không được, tưởng lọt vào rồi, bài ban này không hề khỏe nhá. 98 vẫn đang chém tốt ở trận thiếu này. Trong một trận đấu được cầm con Persia. Vâng, chém xuyên đến từ 98, ở nhà bắt đầu bị quản. Nhưng đây dân Per không bánh xe, chúng ta mất dân phải chấp nhận thôi. Cố gắng ăn tân dân này của người cầm màu ba nào. Vâng, đợi Mạnh Hào có cung đo đẩy ra đẹp luôn. Đội bạn đứng như chém nhà gửi game thủ 98 chứ không chém Mạnh Hào nhá. Đội bạn chém nhà 98 không chém Mạnh Hào nhá. Vâng, cung R màu 2 đẩy đây. Và một bài bo nhỏ gom cung dành cho đồ gỗ Xuân Thứ. Bo nhỏ gom cung thôi. Và chúng ta hoàn toàn công tơn và tụ lạc đà để có thể bổ cung R người cầm màu 2 được. Vâng, đang bổ cả màu 2, bổ cả màu 3 dành cho game thủ 98 trong vài đấu được cầm pờ. Chém chưa lọt vào được. Và chuyển sang cánh bên kia một chút. À, chuyển sang máy Mạnh Hào một chút nào. Vâng, bài Mạnh Hào cũng như vậy anh em ạ. Bo nhỏ góp quân. Ôi, lên bắn thẳng bài ban rồi. Hào lên bắn thẳng bài ban anh em ạ. Rồi cống ra ruộng rồi. Đây một cái ruộng nhỏ nhỏ đấy, từ game thủ 98 được nhét vào đây. Ôi ôi anh ơi. Ôi giời ơi. Và tạm thời bay bãi gỗ nhẹ nhàng đến Mạnh Hào bởi những con là bàn đây. Rồi bắn đi. Rồi có P đến từ người cầm bầu 3. 98 chém con đấy gai. Không với tới phụ em ơi. Rồi, con phụ nằm xuống và không phụ được con lạc đà nào của chúng ta. Rất tuyệt vời. Rồi, xử bắn anh em ơi. Hello baby. Vâng, giờ này em đang ngủ trưa để mấy cốc nước dừa được không? Vâng, chạy đâu? Vâng, chạy hộ thôi tên này gái. Vâng, chạy này. Bọc đầu bọc cuôi hết rồi, không được chạy nhá. Anh em nhậu đi. Tham lai 30 Mạnh Hào, không phải tham lai quá to. Bài ban tên này yếu. Ôi, con phụ. Ôi trời, con phụ trên luôn à. Ừng thế nhờ. Anh em đánh hay quá, phối hợp với nhau trơn tru quá, trôi quá, và trên trung dân đến được cùng xi măng luôn, quá hay, quá hay. Rồi, nhưng mà chúng ta cánh bên này gọi là ok đấy, cánh bên kia nào. Đây, Chim Sẻ đang đối đầu với gặp người với bạn, phù cái gì. Vâng, xanh phù lên phù y của người cầm Grex bên phía các bạn thôi, bổ, bơm đồ cho Mạnh Hào sóc quân, quá hay. Tham lai Chim Sẻ là 36, đây còn mùa 4, tên này là bay ruộng này. Đây chính là cái thủ nam sâu kêu em nhá. Nghiến răng nghiến lợi chém chết này luôn. Bảy hộ gái. Vào lên định lùi ra lại vẩy e. À 37 nhưng cái thủ Chim Sẻ đang ra 3P luôn, Killian luôn. Ok này được, cái này được. Vâng, vẫn đang chăn dân người cầm 4 là rất gắt dành cho game thủ Chim Sẻ Nhắng. Ở trong trận đấu này khi em là người được cầm Kata đối đầu với Grex của đội bạn. Vâng, còn về lớp người cầm 1 cầm Grex ở đâu nữa. Anh em phải tìm 1 đi, chém. Ok anh em ơi, nhẹ thôi. Khẽ thôi em ơi, không biết đâu. Khẽ thôi nó ngủ thôi. Ôi ôi ôi, sao lại có cái ông bỏ hai ở đâu tạt chéo ra bắn phù này, tôi thật kinh mất. Cánh kia nó tạt kìa anh em ơi.
Còn để có hai tàn tất cũng được đây, bắn phụ rồi, ôi trời ơi. Và như vậy là Nam Sông Kiêu vừa ngủ một tân anh em nhá. Chém được bãi vàng rồi bạn đấy. Vấn đề là đang bị tạt bởi gầm màu 2. Từ cái bên kia tạt sang đây bắn phụ, cay thật. Sơn bởi lòng lẻo thế, hai cánh đánh nhau lại có tân tạt chéo. Ôi, về lớp đang quay y thủ đấy. Không hề đơn giản đâu, anh em tập trung phù đi. Thổi kèn đi, à nhầm. Xin lỗi bạn, thổi phù đi. Xin lỗi. Và tự nhiên lại nói ra từ hơi nhạy cảm. Rồi, phù đỏ anh em ạ. Ô, đây này. Ồ, quá hay. Ôi trời ơi, hơi có phù bên trong, nhiều thế. Và đã bị bắn trên khá nhiều sân này, y thủ chim sẻ nắng chúng ta. Và tham 54 dân anh em ạ, tham lại đang cân thôi. Còn vấn đề là bạn có con người đây đang có bài y thủ đấy. Bên lớp đang y thủ đấy. Và đây là màn máy của game thủ Mạnh Hào. Rồi đang bắn vào nhà bên lớp đây rồi. Không cửa thua này à Mạc ơi. Và Mạc đã bảo là không cửa thua anh em ạ. Đã thế đánh cho bạn thua luôn. Vâng, này thì không cửa thua này. Không cửa thua này. Đông dân đấy. Và bắn phù em ơi, bắn phù thôi. Phù. Rồi, nhiều y thế nhở, bên lớp nhiều y quá anh em ạ. Rất nhiều y đến từ cái thủ bên lớp ở trận thiếu này. Bài đấu được cầm gờ đây, đánh y thủ. Ui dồi ôi. Vâng, bên lớp đang có khoảng năm mấy đông dân vé ruộng, gọi là limit anh em ạ. Rất nhiều ruộng để cái thủ bên lớp chúng ta. Ôi nhiều quá này, nhiều ruộng có sợ quá anh em ạ, sợ này chúng ta phải bắn đi cho đỡ sợ anh em ơi. Nhiều ruộng này chúng ta phải bắn bớt đi cho đỡ sợ, sợ quá. Ôi trời ơi. Chết nhiều ruộng quá. Rồi bắn đây. Rồi dần về lớp này anh không có đủ tay để chạy hết đâu anh em ạ. Bài các bạn có thể nhìn thấy Mạnh Hào cho cơ vòng ngoáy. Về lớp sao đủ tay để có thể chạy hết dần. Bắn thôi. Đơn giản là bắn thôi, gom hết cung lên bắn thôi. Phá vẩy em mỹ miều Mạnh Hào bên lớp không chạy luôn, chán rồi. Không chạy. Chán rồi, không chạy nữa. Trời ơi, chỉ có thể ở bên lớp này. Anh này cứ ngủ thế này. Ôi trời ơi, cháu gà bên lớp này. Vâng, Mạc ơi bảo anh lớp chạy ruộng chính đi hộ cái. Ôi trời ơi, chết hết rồi mới chạy thì chạy gì nữa anh. Vâng, chết hết rồi anh tôi mới chạy, tôi cạn lời. Vâng, tham 40 sau tân vừa rồi, bên lớp không tụt khoảng độ 2-30 tham thì chặn đầu tôi xuống. Sợ lớp chán rồi, dỗi rồi không chạy. Ui ôi. Vâng, về lớp cũng vậy, kinh thế. Rất cá mình và về lớp đang tăng à. Vâng, như vậy là về lớp lên 4 xong ở trong trận tiếp này. Vậy đâu được cầm gờ đấy. Quá ghê đấy từ cái thủ về lớp. Nhưng mà anh Vinh đang cũng lên 4 anh em nhá. Đấy, chúng ta cũng y thủ đây. Vâng, có bao giờ xoán đầu. Thậm chí chúng ta còn y đẹp rồi cơ. Và anh Huy đã là y đẹp. Cả hai đều là gờ đấy. Và anh Huy có bài y thủ đây. Những thanh niên cầm tăm bắt đầu mang ra xỉa. Vâng, xỉa chết cung R màu 2 anh em ơi. Xẻ phu được cả cung R kìa. Vâng, xẻ phu được cả cung R màu 2 luôn. Ơ, sao anh em ZQK đã bảo là toang rồi, toang nào anh ơi. Có anh ZQK đã bảo toang nên anh em quên mất là chúng ta còn anh Huy à. Thế hóa ra là anh em nghĩ nãy giờ là chỉ 3-4 thôi à. Không được. Và đây là máy của cái thủ anh Huy rồi, bắt đầu lên rồi. À, như vậy là đội bạn còn có phủ đây này. Nhưng mà thôi, Mạnh Hào ra bắn phủ đi thôi. Còn lại để Huy đấm thẳng nhánh lớp lên giáp đi em ơi. Nâng công nghệ lên, à giáp 6 rồi. Khá là ok. Gần đây thì chỉ có 4 đúng không Cammy? Gần đây không công 7, chỉ có 4 thôi. Vào xiên nào, được cái nó đi nhanh. Rồi đắp cái ca làm tí 3 lít ta cho nó chắc chô, chắc cốp không nhở. Nhưng mà lúc nãy tôi thấy bên lớp tăng BI thì mình nghĩ bên lớp sẽ không có 3 lít ta trận thiếu này đâu. Rồi xiên qua 1-4 một tơn nhẹ đi. Bà anh Hào bắn phụ cho. Trời ơi. Rồi bắt đầu vào xiên rồi, bên lớp đang y đẹp ở đây. Xem công nghệ nào. Và không cần chiêng. Đánh nhau với cung đâu mà chiêng. Ai hả ôi. Bên lớp đồng đấy, nhưng chúng ta đang đánh ở thế công. Ai thủ bên lớp mặt này cái. Ai thủ bên lớp mặt này hộ tôi cái. Alo. Ai thủ cho anh cháu gà mặt này hộ tôi cái. Vâng, rồi. Không biết là Mạc đã nhìn thấy cửa thua chưa Mạc ơi. Vâng, này thì thế trận không cửa thua với chúng tôi này. Này, không cửa thua này. Y thần được chưa. Vâng, ta chơi y thần luôn cho nó mát. Vâng, về lớp sẽ chuẩn bị cầm những con y đẹp. Và anh sẽ phải ngán ngẩm khi thấy rằng đây là y thần của game thủ Sparta, anh Huy. Đấy.
À, tỷ số sẽ là 4-0 em ạ. Một trận chúng ta thắng trận này và thắng thêm trận nữa là bất biến, từ có thua tất cả những trận còn lại chúng ta vẫn có điểm anh em ơi. Tham Lai ở số 99/140 cho anh Huy và nhà cũng chủ bên lớp, các bạn nhìn thấy có khác gì sân bay không? Vâng, ủi đấy anh em, vào ủi đấy. À, nãy giờ không xem sẻ sẻ Tham Lai 39 rồi. Ôi ơi ơi, bây giờ lại còn lên cổ hành anh lớp thế này nữa thôi. Và lại chơi toàn phù này, IG đánh gặp phù này. Ôi giời ơi. Như vậy là chúng ta sẽ có một tên vâng, Kata đời 3 đánh nghi đẹp đời 4. Đấy. Kylian Mbappé. Bên lớp cứ một bên lớp cứ một hàng dọc tập hợp, cứ thế đi thẳng em ạ, cứ thế đi thẳng thôi. Và một hàng dọc tập hợp. Và anh cứ đi thẳng thôi. Và trong lúc anh đi thẳng thì sẽ đã nhanh tay và nhanh trí bắt tạm vài con đi của anh về chơi vậy. Rồi, như vậy là mất ngay cả kích đi đến từ cái thủ bên lớp. Thôi xong rồi. Và một hàng dọc tập hợp anh em ạ. Rồi, tôi làm lúc đi này. Chạy đi đâu nữa, kiểu gì chả chết. Và chim sẻ vẫn như vậy anh em, nó vẫn chỉ. Và như vậy là bầu 4 cũng có y đâm lược. Và tỷ số là 4-0 dành cho team AE Sparta. Quá hay, quá hay. Và một chiến thắng nữa thôi để có thể thua tất cả những trận đấu còn lại cũng được. Đấy. 4 rồi anh em ạ. Kèo đấu phải nói là thực sự căng thẳng và hấp dẫn. Một thế trận rất là căng thẳng dành cho các anh thủ của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Nhưng mà chỉ có thần may mắn mới đem lại chiến thắng cho chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay anh em ạ. May mắn giành chiến thắng sát nút trước các anh thủ bên phía team Hà Nội đến thời điểm hiện tại là 4-0. Và chúng ta cũng chờ đợi đến với trận thiếu thứ 5 ngay sau đây.